Xin chào mọi người. Anh Gái Lăng xin chào mọi người. Tới Tết rồi, mọi người thấy đồ chín khoe không? Còn đây là tiệm đồ ăn của mình. Hai cô mặc áo dài. Mọi người thấy đẹp không? Mọi người thấy sao? Đẹp. Mọi người ơi, mình chơi cút kem kìa. Kem này có ăn bao giờ chưa? Dạ rồi, có trong 2 lần thôi. Lần này nếu được ăn là 3 lần. Anh Bo ăn bao giờ chưa? Đúng không? Đủ chưa? Rồi đếm lại từ đầu hả? Đếm tới nhiêu mà lộn? Nhiều mấy lộn, con đếm tiền này tiền gì vậy? Mà có tiền này là tiền gì á? 2, 4, 6, 3, 1 triệu, triệu 2, triệu 4, 6, 8, 9, 10, 10. Lộn nữa nè. Ôi giỏi quá, đếm tiền hàng phụ mẹ nữa. Trời ơi, lăn lộn quá chân giờ. Tiền mặt không con? Tội nghiệp đến tiền phụ mẹ. 8 triệu nè. Này tôi đếm lại mà lộn. Nhớ luôn, lỗ luôn, bán nguyên ngày lỗ luôn. Đúng không? Đủ không? Nghĩ lâu quá. Xin chào mọi người. Hôm trong thời dịch bệnh cho nên là Cát đã xuống quê của ông ngoại và ăn Tết ở dưới đây luôn. Hôm nay Cát với lại ba Cát và một người bạn của Cát sẽ quay lại cái chỗ hồi xưa mà Cát quay cầu khỉ. Lúc đó Cát chỉ mới 4 tuổi thôi. Mọi người xem nha. Bây giờ mình đi đâu đây? Bây giờ em đi đâu cá? Về cho má nấu canh chua. Làm sao cho được khó khăn? Về cho má nấu canh chua. Ok cô. Đâu đâu đâu? Ok cô. Đâu đâu? Đừng la lớn nó chui xuống hàng. Đừng la lớn nó chui xuống hàng. Ôi cái cầu khỉ này Cát chẳng qua không? Không. Đây là chương trình con đến từ hành tinh nào. Lúc đó Cát mới 4 tuổi thôi, nói chuyện ngọng mắc cười lắm. Hồi sáng Cát đã rước một anh của Cát, đó chính là anh Bin. Đây là anh Bin. Anh Bin chào mọi người. Hello mọi người. Cát dắt anh Bin đi đâu? Em dắt anh qua cái chỗ hồi lúc em mới có 4 tuổi. Em qua chương trình con đến từ hành tinh nè. Em đi cầu khỉ á. Chỗ đó có lần ba em bị té rồi. Cát thấy ở dưới quê không? Có nhiều cây dừa, cây chuối á. Ở bên sông còn có sông rồi có hồ nữa nè. Cát biết lên cây dừa, cây chuối không? Dạ không. Ở đây có cái cầu khỉ mà Cát. Trời ơi, sao em quay nè, em sợ quá à.
Rồi bước lên. Rồi bước xuống xuồng. Cái sông này lớn là chắc ba cát là chìm giữa đường luôn. May là nó nhỏ đó mà mình còn bị vậy đó. Qua được không cát? Ba ông này bà anh đi cái bèo qua hình cát xong rồi. Trời ơi, bà nhảy qua tới bên này luôn nè. Đúng chưa? Chúc ba trời. Ủa anh Bim mình đi vậy hoài luôn hả? Anh không biết nữa, chắc mình tới đây đi ra ngoài cánh đồng không? Ok. Đây có đường. Ở đây có cái đường đi. Sợ bị cắt á. Sợ bị lúa cắt chân á hay gì á. Không sao đâu anh Bim, nói đường là được mà, phải không anh Bim? Nhưng mà có khi cỏ cắt chân mình á. Không có đâu, anh Bim đi được kìa. Đi thử đi. Nó sẽ ra lúa. Rồi lúa chín người ta sẽ gặt nè. Lúa là cơm mình ăn á, người ta sẽ tách ra thành cái hạt gạo. Các thử nhìn xa hơn coi. Xa hơn coi có không? U nhìn xa là vậy. À thấy rồi kìa. Em. Dạ bộ ba không biết. Đúng rồi. Rồi bước đi. Mạnh lực. Ồ, hay quá. Mọi người đã bao giờ đi giữa cánh đồng như vậy chưa? Cát đi là vui lắm á. Mọi người, nếu có dịp mọi người nhớ đi thử nha. Yeah! Vậy là tới đây một ngày buổi sáng của Cát ở dưới quê đã gần hết rồi. Từ giờ tới chiều Cát có cái gì thì Cát sẽ cho mọi người coi tiếp nha.